Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đại Gaming. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục sự kiện mừng sinh nhật của server Real Online năm thứ tư. Anh em thấy uy tín không? Một server mù online mà đó là tồn tại đến năm thứ tư rồi, thì anh em hiện bàn về độ uy tín nhanh nhé. Thì ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục event với sự kiện mở bốc hạng 3 để mình có thể kiếm được bốc 4. Và từ bốc 4 mình hy vọng là có thể mở ra được bánh sinh nhật là món quà có giá trị nhất hơn một củ ấy nhé. Và không để anh em chờ đợi lâu nữa thì anh em sẽ cùng mình thử xem với 21 cái bốc 3 này thì chúng ta thu về bao nhiêu bốc 4 nhé, hay là chúng ta không có nhận được cái gì cả. Bắt đầu thôi nha, mở nào. Ui Golden Harp anh em à, bao cái này thì dùng cho anh em nào á mới chơi, chúng ta có thể dùng cái sách thuộc tính này để có thể đi trên đỡ bị quả giật chết. Tiếp ui hai cuốn sách thuộc tính lên anh em ơi, còn không nữa chứ. Anh em nào cần sách thuộc tính thì có thể inbox cho mình qua Facebook anh em, hoặc là có Discord mình sẽ chia sẻ cho anh em. Barlick nhỉ, ui 100 ca rút. Ôi Winged Quay rồi anh em, chúng ta sẽ có thêm được một cái Winged Quay nha anh em. Đi đây. Oh. Chúng ta có thêm 5. Chúng ta sẽ có thêm 5 thẻ. Oh, 25 đảo nữa. Tăng anh em nhỉ, không được cải bốc 4 nào rồi ta. Rồi, một cái 4 ô. Tuyệt vời anh em ơi, giảm sát thương, tăng máu phản đam và tăng gen lên 30%. Ui thêm 100 ca rút nữa này anh em, chúng ta mở 10 bốc rồi ấy mà chưa nhận được cái bốc 4 nào. Ui 20 đã đỏ nữa, nhiều thế nhờ. Đã này khá là phế ở server mình anh em ạ, pha mới quá là nhiều. Ngon. Một mic này, 2 mic này, 3 mic này, 4 mic này, 5 mic này, 6 này, 7, 8 và 10 viên mic nha nhé. Không muốn đâu. Ủa, mua nhận được cái gì vậy nhé? Sao lại không cho nhận được nhỉ? Nó kêu là ấn này nhé, không thể sử dụng này. Làm này nhé. Ô, bộ viên bổ đi đấy. Ngon anh em ơi. Ngon anh em à. Để đâu nhỉ, để đâu để có thể mở tiếp được anh em nhỉ. Tức cha rồi. Để mình treo hai cái này lên cửa hàng để chúng ta có thêm slot đi nhé. Một win 4 relay. Chúng ta tỉ là có nên đi qua win 4 không anh em nhỉ? Biết đâu là ra win 4, mình cũng đang cần một cái đấy nhé. Restore này nhé. Ta cần tạo thêm vài cái nữa là được mà. Ôi, 10 thẻ anh em ơi. Khả năng là không được cả bốc 4 nào rồi. Nắm viên mít, 15 viên mít rồi nha. 3 mùa VCA. Ui 25 đã đỏ, trời ơi. Mình đâu cần đã đỏ nhiều mày đâu. Ta xin cả bốc 4 nào. Ui 10 thẻ. Mình cần bốc 4 cơ mà. Cho mình xin bốc 4 nào. Ra một Warren Peter luôn đấy nha. Hai phát này mà không ra được Win 4 thì nó hơi bị nhục nữa nha. Thật sự đấy. Tiếp nào nhé, còn được 2 bốc nữa thôi. Trả cái gì đấy. Ui, đi Ultimate.
bốn ô PVP là lùm tiền đấy anh em, bèo 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 cũng 4-5k đấy. Ui đê đê rep không có tăng máu anh em ạ. Như thế nhỉ, một bốc cuối cùng rồi sao không có được cái bốc bốn nào luôn anh em ơi. Rồi tiếp tục mình sẽ cùng với anh em thử luôn cả bốc bốn này để xem có ra được bảy sinh nhật không. À khá là căng anh em ạ. Nào nào. Bố anh em ơi, bệnh sinh nhật đấy. Vỗ tay cho một tràng hoan hô anh em ơi. Đừng quên để lại like và share nha anh em. Mất cái này chúng ta được cái kia anh em ạ. Chúng ta không được hai bốc bốn nhưng mà chúng ta lại có thể có một cái bệnh sinh nhật tuyệt vời. Rồi trên đây là một cái video ngắn của mình về việc mở bốc 2 ở bốc 3 để hành trình kiếm bốc 4 và từ bốc 4 mở ra được bảy sinh nhật. Và hy vọng video này sẽ tạo tiếng cười anh em và giúp anh em tìm hiểu thêm tỉ lệ về việc mở bốc ở xe của mình. Bye và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Anh em đừng quên để lại cho mình một lượt bình luận, một lượt like và một lượt đăng ký kênh anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye.